Uầy, buổi sáng không khí trong lành quá nhờ. Thể dục thể thao tí cho nó khỏe người nào. Uầy, xem là cái này nặng bao nhiêu cân. Một này, hai này. Uầy, xem ra tôi phải làm được chục cái chứ có đùa đâu. À, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Ngọc Lương Âm Minh đây. Ok, sáng nay được cái là tôi dậy sớm. Thế là lên sân thượng thể dục thể thao cho nó khỏe người anh em ạ. Uầy, xong rồi đấy, lưng thế thôi. Bây giờ đi xuống chuẩn bị ăn sáng rồi đánh răng rửa mặt đi làm đây anh em. Không lại đi muộn mất. Uầy, tôi đi sang bên cái nhà bên hàng xóm bên cạnh của tôi xem là mọi người đã dậy chưa. Uầy, vẫn đóng cửa im lìm thế này thì khả năng là vẫn đang ngủ rồi anh em. Đúng là hôm nay dậy sớm ghê ấy chứ. Mà mấy bữa nay bận quá nên là không ra video được cho anh em xem. Nhưng mà không sao, cứ cơ nào tôi rảnh thì tôi lại ra video bù cho anh em xem mà. Còn mấy tập Sifu tôi còn chưa ra lốt đây này. Đấy, mà cái căn nhà này của tôi là có 3 tầng. Đây, cái phòng của tôi thì vợ chồng của tôi là ở dưới tầng 2 cơ. Đây, đi bộ một lúc mới xuống này anh em. Đấy, cái chỗ căn nhà này thì hồi trước tôi xây là nó to. Nên là có các đồ chơi rồi bạn bè có thể đến ở là thoải mái nha anh em. Rộng rãi mà. Đây, đây là căn phòng ngủ của tôi. Đấy, căn nhà này thì hồi trước tôi cũng quay video cho anh em xem mấy lần rồi ấy chứ. Đây, trong này tôi vào nhà vệ sinh tôi đánh răng rửa mặt cái đã. Đấy, thói quen thường ngày rồi anh em. Mình mà không rửa mặt là không thể tỉnh táo được. Mình mà không đánh răng thì nó cứ kiểu khó chịu đấy anh em. Được rồi đấy. Uầy, công nhận là nước mát thật. Bây giờ đi ra ngoài kia để thay quần áo lên cơ quan thôi anh em ơi. Đấy, theo như yêu cầu của anh em thì tôi lại tiếp tục làm một anh cảnh sát như mọi khi anh em ạ. Đây, mà hôm nay tôi sẽ làm một anh cảnh sát giao thông nha anh em. Anh em thấy bộ cảnh sát giao thông này đẹp chứ hả? Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại làm cảnh sát giao thông ấy chứ. Ủa, mà nói mới nhớ, không biết là vợ con tôi đâu rồi nhỉ? Bình thường hay thấy ngồi ngoài phòng khách nhỉ mà. Ai, khả năng là chắc là xuống dưới bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng rồi anh em ạ. Ai, hôm nay thì mấy đứa con của tôi sẽ cho vợ tôi chở đi học, chứ không thì tôi chở đi học thì lại muộn mất. Đâu rồi? Ở đây dưới chỗ này là cái gara để xe rồi. Đây ở trong này là phòng bếp này anh em ơi. Ôi, chào cả nhà nhá. Uầy, hôm nay nấu món gì mà thơm thế? Anh ra bàn ăn sáng đi, em xong rồi đây. Thì mình cũng ra luôn ăn đi để cho nó nóng hổi đi. Uầy, hai đứa con tôi thì đã ra đây ăn rồi này anh em này. Uầy, lại cái món bánh mì pate như mọi hôm. Mời anh em nhá, ngon thật đấy. Ăn này lo đến trưa. Bố ơi. Hả, có việc gì thế con? Chiều về bố mua cho con quần vở nhá. Rồi, nhất trí. Chiều bố mới về sớm bố mua thêm ít đồ ăn cả nhà mình ăn nhá. Rồi thôi, chào cả nhà, bố đi hàm đây. Ôi mà anh ơi, anh quên đồ này. Quên gì? Anh không cầm cái cặp đi à? À ừ, quên mất. Chết rồi, dạo này đãng trí của anh em. Tôi phải đi lên phòng làm việc của tôi lấy cái cặp cái đã. Uầy, đi như kiểu đi cày quên trâu ấy anh em nhỉ. Đây, cái phòng làm việc của tôi thì ở ngay trên cái đoạn tầng 3 này. Đấy. Mà anh em thấy không, cái căn nhà của tôi nó ngay ở ngoài gần bờ biển này. Nếu mà cơ nào thích tắm biển chạy ra cái tắm biển ngay. Được cái tiện lợi anh em nhỉ. Đây, cặp của tôi đây rồi. Uầy, đi cày mà quên trâu, đi học quên bút thế này hỏng toi rồi anh em ạ. Mà lại nói đến cái vụ ở nhà gần ngoài biển này anh em này. Đấy, nhà tôi ở ngoài biển đây hồi trước bão nó vào ấy. Thế là bay mất cái mái tôn ở trên mái này. Bay thêm cả cái cục nóng lạnh năng lượng mặt trời đó anh em ạ. Thế mới bực mình cơ chứ. Tôi thì đang định thuê thợ đến lắp ấy. Nhưng mà kiểu dạo này thợ nó cứ bận hay sao, tôi gọi toàn không nghe máy thôi. Chán thật sự. Để tôi nhắc lại cho anh em nhớ là trong cái vũ trụ GTA của tôi thì mỗi tập nó là đều một nhân vật, một hoàn cảnh khác nhau, không hề giống nhau nha anh em. Ở đây, giới thiệu anh em luôn con xe mới cho tôi tậu đây. Con này là con xe điện VF8. Đấy, con này thì cũng chạy nhiều lần ở trên video trên kênh của tôi rồi. Đây, uầy, hôm qua quên mất không đóng cái cửa sổ trời này anh em. Đấy, đóng vào cho anh em xem luôn. Anh em thấy xịn đét chưa? Lấy cái ông modder này thật sự luôn anh em. Rồi, bây giờ thì mình di chuyển đến cơ quan thôi. Ui, lại quên không xi nhan ra ngoài anh em ạ. Ui, lái xe kiểu này thì toi rồi. Rồi anh em, không linh tinh nguyên thuyên nữa thì hôm nay tôi sẽ là một anh chàng cảnh sát giao thông. Mọi việc diễn ra như thế nào thì anh em mình cùng theo chân mình nha. Let's go. Đây rồi anh em ơi, sau 20 phút di chuyển là tôi đã chuẩn bị có mặt tại cơ quan của tôi rồi. Đường cũng không tắc lắm nên là di chuyển cũng khá là nhanh. Hồi trước thì cái trụ sở này nó nằm ở bên cái khu vực sườn đồi bên kia cơ anh em.
Nhưng mà do là điều kiện khí hậu thời tiết rồi nó bị sạt lở các thứ đấy anh em, nên là đã được di chuyển về giữa trung tâm này để cho nó thuận tiện cho việc người dân ra làm thủ tục hành chính rồi các thứ nha anh em. Ôi, chỗ này đây, tôi sẽ đỗ con xe của mình ở ngoài đây, bởi vì đây là con xe dân sự mà anh em. Tôi lại nói thì tôi lại nhớ có mấy anh em bảo sao anh làm công an anh lại đi xe biển trắng. Ờ thì đây là xe của tôi mà, xe cá nhân mua chứ có phải ở xe của cơ quan nhà nước đâu mà đi biển xanh. Ảo thật sự luôn đấy anh em. Rồi bây giờ tôi đi vào bên trong cho anh em xem nhá. Cái trụ sở này thì anh em là fan cứng của tôi xem quá nhiều luôn. Và tôi cũng đã đi hết cái trụ sở này rồi, nhưng mà tôi vẫn còn thỉnh thoảng bị lạc anh em ạ. Thế nó mới tải chứ. Đây, lâu lắm rồi mới quay lại trở lại đây, thì tôi sẽ đi ra cái ngoài sân kia cho anh em xem, cho những anh em nào mới thôi, hiểu chưa? Đây, cái khu này thì ở đây, ngoài đây đang có hai anh lính nghĩa vụ ở đứng đây để canh này anh em này. Đây có các đồng chí bên cảnh sát. Chào các đồng chí nhá. Chào đồng chí Lâm. Đây đi, đây anh em thấy chưa? Cái trụ sở này là do một cái ông bạn mình hồi trước chơi ấy, thì cũng mod lại cho mình, gửi cho mình cái bản này, thì xong rồi mình mod lại thêm nhiều thứ nữa. Đây anh em thấy chưa? Trông rất là chi tiết và đẹp nha. Tôi tính cái trụ sở này sẽ phải làm thêm một cái cổng nữa, nhưng mà có vẻ như là nó bị là quá tải rồi anh em ạ. Làm thêm nữa thì nó thoát game mất. Đây bên trong này là các người dân đang ở đây để làm căn cước công dân hoặc là những thủ tục hành chính gì đấy anh em ạ, nộp phạt giao thông chẳng hạn. Ở đây thì anh em có thể thấy là đang có hai đồng chí công an đang làm giấy tờ cho người dân này. Đấy, còn lại thì sẽ phải ngồi đợi. Thôi bây giờ thì tôi sẽ di chuyển lên trên phòng làm việc của mình nha. Đấy, cái phòng làm việc của tôi thì nó ở trên tầng 3 hay ở tầng 3, đúng rồi tầng 3. Ở dưới tầng 2 này là cái khu nhà ăn với cả phòng họp ấy anh em. Đấy, khu này nó rộng lắm. Ở trên này có cả các đồng chí bên an ninh này anh em này. Đấy, thấy chưa? Đúng rồi, đội an ninh mạng có khác. Cứ ngồi máy tính thôi. Trực cái anh em. Đây là cái danh sách phòng đây này. Đấy, cái phòng đội cảnh sát giao thông trật tự ngay ở trong ở đây thôi anh em. Đấy. Ui, hôm nay mọi người có việc gì mà đông đủ sớm thế nhỉ? Ui, đây. Hôm nay thủ trưởng của tôi đã đến rồi đây anh em này. Trưởng phòng chứ. Đây là ngồi xuống đây xem tình hình triển khai kế hoạch thế nào anh em ạ. Tôi đoán là tí nữa tôi sẽ phải đi làm một cái nhiệm vụ quan trọng nên là mới phải họp bàn thế này anh em ơi. Được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ thì tôi cũng triển khai kế hoạch luôn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón các lãnh đạo từ Trung ương sau chuyến công du từ nước ngoài về. Các đồng chí nhanh chóng có mặt xuống dưới sân để chúng ta di chuyển. One hour later. Sir, anh em thấy tôi trang bị như này nhìn ngầu chứ ạ? Thêm khẩu trang rồi mũ rồi đai đeo lưng bộ đàm rồi súng các thứ. Ngầu thật sự. Giờ mình đi dẫn đoàn được rồi đấy. Đồng chí ơi, chúng ta lên đường thôi. Đây, đồng chí của tôi đang test lại cái giày xem là đi nó có ổn định không. Đi thôi. Mọi người thì chắc là tập trung hết ở ngoài sân rồi. Còn tôi với đồng chí này là kiểu chạy xuống sau ấy, thế nên là thay đồ rồi chuẩn bị các thứ nên bây giờ mới có thể ra được ngoài sân đây anh em. Hôm nay thì cái video này thì tôi sẽ lái con xe Going nha anh em. Con đấy thì hồi trước tôi cũng làm video một lần rồi, nhưng mà là cho bộ tư lệnh cảnh vệ lái nha anh em. Anh em mình chưa xem video đấy thì có thể quay lại xem video đấy. Mà trong cái tập đấy là tôi còn dùng con xe ô tô Camry cảnh sát giao thông mà. Nhưng mà tập đấy là tôi đi xe ô tô, còn tập này tôi đi xe máy. Nhìn cho nó ngầu lòi nha anh em. Uầy, con này công nhận 9S nhỉ. Đây, lên đây đồng chí ơi. Rồi, đúng là kiểu đèn cái đèn nháy rồi các kiểu đầy đủ luôn anh em. Bốn bánh xoay đều, điều hòa mát lạnh. Quả câu quen thuộc của mấy ông bán xe ô tô đời cũ. Đây rồi. Anh em thấy chưa? Ở ngoài kia tôi đã thấy có các đồng chí đang ngoài đây tập hợp ở ngoài sân, sẵn sàng di chuyển ra địa điểm tiếp đón dẫn đoàn lãnh đạo cấp cao đây anh em. Đấy, được đấy nhỉ? Ngầu ấy chứ. Để tôi đi xuống một vòng cho anh em xem qua nha. Đội của tôi thì chỉ có bằng lành người thôi anh em. Còn một đội nữa thì đã ra bên ngoài đấy để dẹp đường rồi chốt chặn các thứ rồi anh em. Rồi, các đồng chí ơi, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Rồi, không còn chần chờ gì nữa, không thì chúng ta sẽ muộn giờ mất. Rồi, mọi người lên xe là phóng phát là đến đấy luôn anh em. Tôi nghe nói là sẽ đón đoàn lãnh đạo cấp cao ở ngoài từ đoạn sân bay đấy anh em. Mà có mấy anh em bảo tôi làm về an ninh sân bay đi ấy. Thực ra là cái khu sân bay đấy tôi cũng chưa mod được những cái nội thất ở bên trong, nên là cũng nói chung là mod được trang phục của bên an ninh sân bay thì cũng không thể vào được trong đấy mà làm những cái nhiệm vụ cho anh em xem, nên là cứ từ từ tôi nghiên cứu, tôi
làm cái con map từ bên sân bay ấy, thì mới có thể làm được video đấy. Và đây, anh em thấy không? Tôi đi mấy con xe này bật còi hú, các con xe xung quanh là phải giặt đường sang bên, nhường đường cho xe ưu tiên đấy anh em. Đấy, nói chung là game nó làm chân thực phết đấy anh em nhở. hợp lý. Rồi, giờ khả năng là tôi nghĩ là tăng tốc thêm tí nữa không phải đi muộn mất. Nhanh thôi các đồng chí ơi, tăng tốc nào. Đây, đây cô. A few minutes later. Ui, thế quái là mình lại bị bỏ lại ở sau cùng anh em ơi. Đồng đội của tôi lúc mà nãy tôi bảo đi nhanh hơn phóng cái đã đến nơi rồi. Giờ còn mỗi hai bọn tôi đang bị lạc loài ở đằng sau đây anh em. Đây, chỗ này là chỗ ngoài sân bay rồi này. Hiện tại là tôi đang ở trên cái đoạn tầng 2 ở trên chỗ sân bay. Ui, tí nữa thì các lãnh đạo sẽ di chuyển ra phía cổng chính kia để lên xe này anh em. Ui, chỗ này đông ấy nhỉ. Ui, có hai cảnh sát đang đi tuần tra này. Ui, đỉnh ấy. Ui, có xe cứu thương rồi. Các xe, đây các đồng chí đang đứng ở đây là bên cảnh vệ đây anh em. Trông ngầu nhỉ. Mỗi tội là trời nóng này đóng quả vét là hơi bị lực thôi anh em. Đây, để tôi đi xuống loanh quanh cái khu này cho anh em xem qua nha. Ui, đây mọi người tập trung đây trông đội hình đỉnh của chóp ấy nhỉ anh em nhỉ. Ui giời, khu này thì hồi trước tôi làm video bên đội tư lệnh cảnh vệ mặc cái bộ đồ màu trắng chạy đấy anh em. Bây giờ thì cho đội cảnh sát giao thông chạy thì cũng ngầu lòi không kém anh em nhỉ. Đây thì hôm nay tôi cũng dùng thêm con xe cảnh sát giao thông bên con Land Cruiser anh em ạ. Ngầu lòi luôn. Đi vào đây. Đây trong này thì mọi người đang đứng bảo vệ rất là kín đáo, không cho kẻ nào có khả năng đột nhập vào đây được anh em ạ. Theo như cái giờ đây con xe bên cảnh vệ anh em ơi, ngầu nhỉ. Mà theo tôi biết là cái giờ này thì cũng đã chuẩn bị đến giờ mà các lãnh đạo bay đến sân bay rồi đấy. Thôi bây giờ vào vị trí đi chứ không thì tí nữa lại vào cái thế bị động anh em ạ. Đây, ngồi chờ một tí thôi, xem mà tình hình như nào. Nào đồng chí ơi, lên xe ngồi đi. Đấy, xong rồi một lúc sẽ được di chuyển thôi. Ui, anh em nhìn này, đây là con máy bay bên hãng Viettel Airlines chở các nguyên thủ quốc gia đang quay trở về dưới sân bay để tiếp tục đi đến cuộc hội nghị họp cấp cao nha anh em. Ui, trông VIP Pro anh em nhỉ. Anh em nào đã từng đi hãng máy bay này thì cho tôi xin ít trải nghiệm nhỉ. Đi chắc là êm lắm chứ đúng không? Trước đây tôi cũng đi một lần rồi nhưng mà khả năng là lâu lắm rồi. Đợt đấy là tôi đi công tác. Đây anh em nhìn này, các đồng chí lãnh đạo đang di chuyển ra khỏi khu vực để đi tới xe công vụ, tiếp tục lên đường tới hội nghị. Ôi, mà anh em nhìn ở đồng chí ở đằng giữa xem, đó chính là một đồng chí đại tướng ở bên công an anh em. Trong cái chuyến lần này thì đồng chí cũng được đi công tác cùng mà. Ôi, trông đỉnh thật sự anh em nhở. Mà tính ra mấy anh cảnh vệ ở bên Việt Nam mình cũng rảnh ấy chứ, không vất vả như kiểu mấy anh bên nước ngoài cứ sợ bị ám sát các thứ. Việt Nam là an toàn số 1 anh em nhỉ. Rồi bây giờ mọi người đang di chuyển hết rồi đây anh em ơi. Đỉnh chưa? Xoài. Công nhận cái đội hình này gọi là cứ phải gọi là mở dẫn đoàn mở đường cực kỳ đẳng cấp. Cho các đồng chí đi công tác tại những hội nghị sự kiện lớn hoặc là di chuyển về dưới tỉnh anh em. Về dưới tỉnh thì khả năng sẽ không có đoàn xe máy đâu, chỉ có ô tô thôi. Rồi. Xoài. Công nhận chất lừ luôn anh em. Bữa nào tôi sẽ mod thêm một vài con xe biển xanh nhá. Rồi, di chuyển thôi. Đáng lẽ ra là tôi đi đầu ấy, nhưng mà tôi phải đi loanh quanh ở giữa để kiểm soát tình hình anh em ơi. Đây, ở dưới đây có một con xe của đồng chí cảnh sát giao thông chốt đoàn này anh em này. Ổn đấy chứ. Tôi sẽ đi cùng với đồng chí này luôn. À mà thôi, giờ tôi phải phóng lên trước để đi cùng đoàn ở phía trên xem tình hình nào. Tôi cứ đi kiểu ở tầm giữa đấy. Ui. Sao chỗ này có cái cây nó lại thò ra này anh em. Làm mấy đồng chí này đi phải lé này. Được rồi, để tôi tăng tốc lên phía trên xem còn chướng ngại vật gì không nha anh em. Uầy, mấy con xe bên cảnh vệ chất lừ luôn anh em nhỉ. Bữa nào chắc là tôi phải làm lái xe cho các lãnh đạo để đi mấy con xe kia cho nó thích. Đỡ phải làm bên cảnh sát giao thông đi ngoài đường này nó hơi bị lắng, đen da anh em ạ. Anh em thấy đường hôm nay vắng không? Bởi vì các đồng chí cảnh sát giao thông đã chốt chặn các đường
cấm không cho các xe di chuyển vào để các đoàn lãnh đạo đi di chuyển cho nhanh anh em. Nên là anh em thấy đường vắng thôi, chứ còn tí đến cái đoạn kia thì may mà không có xe nào còn chen vào đấy anh em. Bực mình thật đấy, đợt trước dẫn đoàn này chuyên có mấy cái bà Linh Gia Lít với cả mấy ông đi xe ô tô không có ý thức, cứ phi vào giữa đoàn để tranh thôi. Mệt thật sự luôn đấy. Đây, đi đến khu này thì... Ôi, mà sao đoàn mình lại cách xa đoàn xe của lãnh đạo thế nhở? Đồng chí ơi, đi từ từ thôi. Ôi, mọi người phóng cách xa này là không hợp lý đâu anh em ạ. Mình đi mở đường đằng trước nhưng mà vẫn phải đi gọi là sát sát xe để còn có việc gì xảy ra còn bảo vệ chứ. Để tôi đi, tôi sẽ dừng lại ở đoạn này đợi cho các xe kia lên rồi lại di chuyển tiếp. Ôi, đây đây, mọi người... cái đoàn cảnh sát giao thông này đi trước đây là được cái đi nhanh thế nhở? Rõ ràng lúc nãy là tôi đã set up các xe là đi tốc độ bằng nhau rồi. Thế mà mấy con xe này nó vẫn phóng được trước. Khả năng lần sau tôi sẽ chỉnh cho mấy con xe đằng sau nó có tốc độ nhanh hơn một tí. Đây đây, các xe của các nguyên thủ quốc gia đang di chuyển đấy. Ui, hai thằng này sao lại bắn nhau ở đây này? Các đồng chí ở đằng sau xử lý đấy nhá. Ui giời, thế này toi rồi. Bọn này nó mà chơi quả ám sát thì nguy hiểm đấy anh em nhỉ. Nhưng mà không sao, mấy con xe này thì lúc nào cũng có cái kính gọi là chống đạn anh em ơi. Xong rồi có các đồng chí sẽ đi di chuyển quanh khu này hết mà. Trường hợp lúc nãy là trường hợp hi hữu thôi anh em ạ. Trong game nên là thỉnh thoảng nó kiểu những cái tình huống bất ngờ nó hay tạo ra để cho mình có thêm nhiệm vụ đấy anh em. Đấy, kiểu game nó thế. Rồi, đây cái đoạn này thì rõ ràng là tôi cài đặt cho các xe là đi... đi theo nhau ấy, xong rồi tốc độ bằng nhau mà sao cứ kiểu cách xa nhau ấy nhở. Ôi mấy đồng chí kia đi từ từ thôi. Ui cách xa đoàn thế. Trời ạ. Thế này mình đoạn này dẫn đoàn nó hơi bị lỗi kỹ thuật rồi anh em ạ. Tôi đang cố gắng đi nhanh lên trên để kìm hãm cái ông đi dẫn đoàn đầu tiên này. Tăng tốc tăng tốc. Ui đường vắng quá không quen. Đây đây, con mày vẫn còn con xe của lãnh đạo đi trước. Còn mấy con xe sau rồi, mấy xe này đi nhanh vãi chưởng. Ui, chờ tôi với nào. Đúng rồi. Con xe kia mà tăng hết tốc lực chắc là cái con Going này của tôi cũng đuổi kịp đấy anh em. Bởi vì anh em biết là cái con xe này nó như kiểu là một cái chiến hạm rồi. Nó trang bị đủ động cơ khỏe rồi, xăng cực kỳ bền. Rất là thích hợp cho các con xe dẫn đoàn để cho các quốc gia trên thế giới đấy anh em. Việt Nam mình nhập lâu rồi giờ phân phát về cho các tỉnh đầy ấy chứ. Ôi ôi ôi, đồng chí ơi, đợi. Ui, đi nhanh quá. À, con xe này có quả gắn cờ hỏa tốc cứ phóng ầm ầm như flash ấy nhỉ. Đáng lẽ là hôm nay tôi định lái con ô tô này cơ. Nhưng mà tôi thấy video đợt trước tôi làm lái ô tô rồi nên là tập này tôi chuyển qua lái xe máy nhìn cho nó ngầu lòi hơn. Đây đây, tôi sẽ đợi phanh ở đây đợi một lúc cho các xe kia nó đi đến gần cái đã. Đây đây rồi. Đấy, nó phải như thế chứ. Đây, bọn tôi sau một thời gian di chuyển, bọn tôi đã chuẩn bị có mặt tại trung tâm hội nghị quốc gia đều. Đây đây đây, phóng lên trên này, đỗ đây đợi các đồng chí vào. Ui, tính ra tôi định làm cho người dân còn cầm cờ Việt Nam vẫy hai bên đường cơ. Nhưng mà làm kiểu nó mất thời gian quá ấy. Thế nên là tôi quyết định để thời gian đấy làm cho tập sau. Ui ui ui, xời, được rồi chứ. Ổn đấy. Ơ, còn một con xe cứu thương, mê một con xe 16 chỗ của bên cảnh vệ đâu nhỉ? Chắc là đi sau rồi. Rồi, đoàn xe lãnh đạo chắc lại phóng nhanh hơn trước rồi. Rồi, đi tăng tốc di chuyển vào bên trong kia thôi. Rồi, thế là khả năng là hôm nay tôi cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình trong cái tập hôm nay rồi. Tập hôm nay thì nó hơi ngắn thôi. Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ bù cho anh em vào những cái tập sau nha. Rồi, ok, video đây cũng đã dài rồi. Nếu anh em xem xong thấy hay có thể like, share, subscribe. Và nhớ bấm cái chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video gì từ mình nhá. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.